chào đón quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đang đến với cuộc thi tuần 2 quý 3 English Challenge mùa thứ 4. Dân chơi English Challenge do Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cùng Trung tâm Anh ngữ Quốc tế A Sâm Linh thực hiện. Và trong suốt những năm qua, chương trình luôn nhận được sự cổ vũ của nhà máy bánh kẹo Biscafan. Vâng, thưa quý vị, có thể nói là quãng thời gian này là cái thời gian mà bận rộn nhất của các bạn học sinh, bởi vì các bạn đang phải chuẩn bị cho rất là nhiều kỳ thi. Và riêng đối với những thí sinh ở cuối cấp 1 thì đây sẽ là quãng thời gian khá là đặc biệt, bởi vì trong các bạn sẽ nảy sinh những cái cảm xúc nuối tiếc, bởi vì các bạn sẽ sớm phải chia tay thầy cô cũng như là bạn bè và ngôi trường mà các bạn gắn bó suốt 5 năm. Và thưa quý vị, dẫu vậy thì chúng tôi vẫn mong muốn rằng là quý vị hãy luôn theo dõi và đồng hành cùng với các thí sinh tham dự sân chơi English Challenge mùa thứ 4 và đặc biệt là cuộc thi tuần 2 quý 3 ngày hôm nay. Bởi vì là các bạn đã vượt qua hàng trăm thí sinh khác để có thể đứng đây trên sân khấu của English Challenge. Và thưa quý vị, không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy làm quen với bốn bạn thí sinh. Chúng ta hãy chào đón bạn Tăng Hoàng Lộc, học sinh lớp 5C, trường tiểu học Yên Sơn, huyện Đô Lương. Thí sinh thứ hai là bạn Nguyễn Thị Thanh Nhàn, học sinh lớp 5D, trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Hưng Nguyên. Đến với sân chơi ngày hôm nay còn có bạn Phan Bảo Thư, học sinh lớp 5A1, trường tiểu học thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu. Và thí sinh thứ tư, một bạn học sinh lớp 4, đó là bạn Võ Hoàng Nam, học sinh lớp 4A, trường tiểu học Quỳnh Thiện A, thị xã Hoàng Mai. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với thí sinh là các thành viên của ban giám khảo. Xin trân trọng giới thiệu cô Đinh Thị Mai Anh, giảng viên khoa sư phạm ngoại ngữ trường Đại học Vinh. Cô Lu Marie Astacio đến từ Trung tâm Anh ngữ Quốc tế A Sâm Linh. Và chúng ta chào đón thầy Carlo Pedro Fantanilla đến từ Trung tâm Anh ngữ Quốc tế A Sâm Linh. Xin được cảm ơn các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã đến tham gia cổ vũ cho bốn bạn thí sinh của cuộc thi tuần 2 quý 3. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu những thử thách rất gay cấn trong sân chơi ngày hôm nay thì chúng ta hãy làm quen với bốn thí sinh qua phần thi Interview Yourself. Phần thi 1, Interview Yourself, giới thiệu về bản thân. Trong phần thi này, thí sinh sẽ nêu ý tưởng về bản thân mình và được ekip hỗ trợ thực hiện các clip ngắn. Các clip này có thể được thực hiện với sự hỗ trợ của người thân và bạn bè. Điểm thưởng cho mỗi thí sinh ở phần thi này là 100 điểm. Hello, my name is Hoàng Lộc. I'm a student in Lat 5C at Yên Sơn Primary School. When I was 3 years old, I can read books. So now my hobby is reading books. In grade 5, I achieved a lot of good results, like the first prize at the Golden Bell in my town, math contest at some competition on the internet, TOEFL. I'm really excited that I and my friend, Jermaine, are students of my school to take part in the challenge. And Jermaine has got the second prize in week 3, the second quarter. So she can share her experience for me. I hope that I will win in this competition. Please vote me! Hoàng Lộc win! Yeah! So hello. Hello. Okay. Now you said that you are not good at keeping secrets. So tell me why. Because I talk a lot. So what kind of things you would share with other people? I share with my parents something at school. When you feel sad or something, when you have problems, so your mom will be the one you tell first? Yes. Okay, so are you ready to go? Yes. Thưa quý vị, Hoàng Lộc đã sẵn sàng và chúng ta sẽ bắt đầu phần thi challenge ngay bây giờ. Phần thi 2 challenge, phản ứng nhanh của thí sinh. Trong vòng 1 phút, thí sinh trả lời nhanh gói 10 câu hỏi. Trả lời đúng mỗi câu, thí sinh sẽ ghi được 20 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa cho phần thi này là 200 điểm. What is the taste of water? None. Correct. How many generations of Hun kings were there?
30. Incorrect, 18. What is the past tense of the verb input? Friday. Incorrect, input. How many legs do one dog and one chicken have? 6. Correct. What is the gender of Lan's sister? Can you repeat? What is the gender of Lan's sister? Skip. Female. What country is called the land of watches? Watches. Skip. Switzerland. Can the sun generate energy? Yes. Correct. Read two first sentences in the poem Việt Nam thân yêu. Và với ba cái câu trả lời đúng cho tới thời điểm này, số điểm của bạn Hoàng Lộc là 160 điểm. Xin chúc mừng. Bây giờ thì chúng ta hãy chờ đợi sự xuất hiện của một thí sinh lạ mà quen, quen mà lạ. Đó là bạn Thanh Nhàn. Hello everyone, it's me, Thanh Nhàn. Do you recognize me? When I was in grade 4, I came to English Challenge Season 3. This year, with a different wit, a different spirit, I continue to come to the challenges of this playground. The one who always stands by and encourages me to participate in the contest is my mother. My mother said that this is a meaningful playground, helping me verify the knowledge I have learned and experience many other skills. My mother is an English teacher. She has inspired me to love English since I was 3 years old. After a hard-working hour, we often entertain myself by cycling with my friend in the park. I will try my best. Please cheer for me. So hello, Thanh Nhàn. Hello. I heard that you like wearing socks and sun coat all the time, even in summer. So why is that? It is a cold season, mm-hmm. So I usually wear that to protect me from the cold. Okay. So in the summer, it is my habit too. Okay, so are you ready? Yes. Okay, here we go. Where is the hometown of Nguyễn Trường Tộ? Nghệ An. Correct. Where do giraffes live? In the forest. Correct. What is the opposite of the word failure? Skip. Victory. What is It Kill good at? Screaming. Correct. What bird does the poem The Song of the Earth refer to? Dove. Correct. Where is Angkor Wat? A temple. Incorrect. Cambodia. Who was the father of Mito Princess? Hung Vuong. Incorrect, An Dương Vương. Which province is Vịnh Hạ Long situated in? Quảng Ninh. Correct. Who wrote the story The Little Match Girl? Andersen. Correct. Doing exercise is good for your health, right or wrong? Right. Okay. Correct. Và thưa quý vị, thời gian vẫn còn. Nhưng mà bạn Thanh Nhàn đã hoàn thành xong 10 câu hỏi rồi. Và với 7 câu trả lời đúng thì bạn Thanh Nhàn giành được 240 điểm. Xin chúc mừng. Rất xuất sắc. Và bây giờ chúng ta hãy chờ đợi sự xuất hiện của thí sinh thứ 3, đó chính là bạn Bảo Thư. Hello everybody, my name is Phan Bảo Thư. I was born in the mountainous area of Guizhou. This is Watermill of Thai ethnic minority. Which we used to pump water and pound rice. It was wonderful experience in many years. And this is my lovely school, the Lak Tau Primary School. Besides being the captain of the school, I take the duty of being MC of the English club. To prepare for this game, I have to study English very hard at school, at home, as well as practice speaking English with my friend, teacher, and other native English speaker. I will do the best. Please support me. So hello, Bảo Thư. Hello. Okay. I'm wondering if I travel to Guizhou, so apart from the watermill, so what places should I visit? Come to Guizhou, my homeland. You can visit the Bua Cave, mm-hmm. which is very beautiful mm. and have a lot of historical meaning. Mm-hmm. And
come to Quizhou, you not only can enjoy the beautiful sightseeing, but also can enjoy the Thai delicious food, such as ba bing in Thai language, and baked fish. And you can eat o soup and nho soup. Okay. Và bạn đã sẵn sàng bước vào phần thi challenge chưa? Yes, I'm ready. Okay. Here we go. In the early 20th century, which country colonized Vietnam? Skip. France. Find the largest number in this sequence. 45, 33, 50, 60. 60. Correct. Which chicken lays egg? Skip. Hen. In the story, The Turtle and the Hare, who is the winner in the running competition? The turtle. Correct. What helps kites fly? The wind. Correct. What do you call someone who studies science? Scientist. Correct. Who is Einstein? A scientist. Incorrect. A scientist. What country does Statue of Liberty remind you of? Skip. America. Is Kung Phượng the footballer married? Yes. Okay, time's up. Okay. Và thưa quý vị, với 4 câu trả lời đúng thì cho tới thời điểm này bạn Bảo Thư giành được 180 điểm. Xin chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đón sự thể hiện của thí sinh thứ tư cũng như làm quen thêm với bạn, đó chính là bạn Hoàng Nam. Hi everyone, my name is Hoàng Nam. I'm a student in class 4A at Quinton A Primary School. To me, every day at school, I always get interesting experiences. I often play different sports with my friends after class, such as badminton, football. Chess is my favorite sport. It helps me improve my concentration and creative thinking in solving problems. Taking a right and quick decision is the best importance of this game. And I believe that these skills are gonna help me win this English game too. Are you ready to go? I'm ready. Hello, Hoàng Nam. Hello. Okay, so what skills do you think you are very good at it? I think chess and badminton are my best. Okay, so wonderful. So how long have you been playing chess? I've been playing for 2 years. Okay, does playing chess help you, you know, in study or something? Yes. Okay, wonderful. So are you ready? Sure. Okay, here we go. What is the boiling point of water? Skip. 100 degrees Celsius. What is the highest mountain in Vietnam? Phan Xi Păng. Correct. Where is the hometown of General Võ Nguyên Giáp? Quảng Bình. Correct. What color is the radish? Again. What color is the radish? Green. Incorrect. White. What is mother's sister called? Aunt. Correct. What do we call a sudden movement of the Earth's surface? A global warming. Incorrect. Earthquake. Anne has a dozen of candies. So how many candies does Anne have? 10. Incorrect. 12. Which country does Phan Bội Châu bring young people to study? Japan. Correct. Does the Red River flow through Ho Chi Minh City? No. Correct. What musical instrument does Đặng Thái Sơn play? Piano. Okay. Với 6 câu trả lời đúng thì bạn Hoàng Nam giành được 220 điểm. Xin chúc mừng. Chúng ta cũng có thể thấy rằng là 4 bạn thí sinh ngày hôm nay rất là xuất sắc, rất tự tin trên sân khấu English Challenge và chắc chắn là các bạn sẽ bùng nổ hơn nữa ở những phần thi sau. Bây giờ chúng ta hãy chờ đợi sự xuất sắc thể hiện của các bạn ở phần thi tiếp theo, phần thi Wordscape. Phần thi 3, Wordscape, điền ký tự còn thiếu vào chỗ trống. Thí sinh sẽ có 3 lượt điền ký tự còn thiếu vào ô trống. Ở từng lượt chơi, thí sinh sẽ có 15 giây để hoàn thành. Điền đúng mỗi dãy chữ, thí sinh sẽ ghi được 30 điểm. Trả lời sai, những thí sinh còn lại sẽ bấm chuông nhanh giành quyền trả lời.
Trả lời đúng ghi được 10 điểm. Trả lời sai hoặc không dịch đúng nghĩa của từ sẽ bị trừ 10 điểm. Sau 10 giây không có thí sinh trả lời, MC sẽ đưa ra đáp án. Ở phần thi này, sau khi kết thúc lượt thi của cả 4 thí sinh, sẽ có một từ khóa liên quan đến chủ đề của các dãy chữ và cả 4 thí sinh đều có cơ hội trả lời trong 15 giây bằng cách bấm chuông để giành quyền trả lời và đọc phiên âm, dịch đúng nghĩa của từ khóa. Trả lời đúng ghi được 60 điểm, trả lời sai trừ 20 điểm. Điểm tối đa cho phần thi này là 150 điểm. Chúng ta sẽ bắt đầu phần thi Wordscape ở phần thi của bạn Hoàng Lộc. Here we go, the first word for Hoàng Lộc. Anyone else? No? So the word we are looking for is create. What does that mean by create in Vietnamese, Hoàng Lộc? Sáng tạo. Okay. Rất là tiếc là chúng ta chưa giành được điểm ở từ vựng đầu tiên. And here we go, the second word for Hoàng Lộc. Anyone else? Thanh Nhàn. Language, ngôn ngữ. Very good. Thanh Nhàn vừa trả lời đúng từ vựng thứ 2 ở lượt chơi của Hoàng Lộc và bạn giành được 10 điểm. Xin chúc mừng. And here we go, the third word for Hoàng Lộc. Anyone else? Bạn Hoàng Nam. Những quả bóng. Okay, very good. Bạn Hoàng Nam đã vừa tìm ra một từ có nghĩa và bạn giành được 10 điểm. Tuy nhiên, để phù hợp với chủ đề của chương trình thì từ vựng mà chúng tôi muốn các bạn tìm ra đó chính là từ value, giá trị. Và như vậy là 3 từ vựng đầu tiên đã được tiết lộ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phần thi này với sự thể hiện của bạn Thanh Nhàn. So, are you ready to go? Yes. Okay. Here we go, the first word for Thanh Nhàn. Lorry, là xe tải. It's not right. Từ mà chúng tôi muốn các bạn tìm ở đây đó chính là từ work. And here we go, the second word for Thanh Nhàn. Okay, I'm listening. Life, cuộc sống. Okay, very good. Thanh Nhàn vừa tìm ra từ vựng đúng từ life, cuộc sống và bạn giành được 30 điểm ở từ vựng này. Xin chúc mừng. And here we go, the third word for Thanh Nhàn. I'm listening. Creature, sinh vật. Okay, very good. Thanh Nhàn tiếp tục giành thêm cho mình 30 điểm nữa. 6 từ vựng đã được tiết lộ rồi. Bây giờ nhiệm vụ của Bảo Thư sẽ là đi tìm 3 từ vựng tiếp theo. So, are you ready? Yes, I'm ready. Nervous? Take a deep breath and exhale slowly. Okay. Chúng ta hãy dành cho bạn Bảo Thư một tràng pháo tay nào. And here we go, the first word for Bảo Thư. Anyone else? No? So the word we are looking for is marvelous. Tuyệt vời. Okay. And here we go, the second word for Bảo Thư. Anyone else? No? So the word we are looking for is emotion. Cảm xúc, tình cảm. Vâng. And here we go, the third word for Bảo Thư. Anyone else? Thanh Nhàn. Love. Okay, so wonderful.
Bạn Thanh Nhàn vừa tìm ra từ đúng và bạn giành được 10 điểm. Và bây giờ Hoàng Nam, nhiệm vụ của Hoàng Nam là chúng ta hãy đi tìm 3 từ vựng còn lại trước khi tất cả chúng ta hiệp lực lại tìm ra từ khóa của chương trình. So, are you ready? Yes. Okay. Here we go, the first word for Hoàng Nam. Carry, mang đi. Okay, very good. Hoàng Nam giành được 30 điểm ở từ vựng đầu tiên. And now here we go, the second word for Hoàng Nam. Anyone else? No. So the word we are looking for is vitality. Sức sống. And here we go, the third word for Hoàng Nam. Discover, khám phá. Okay, wonderful. Bạn Hoàng Nam dành thêm cho mình 30 điểm nữa. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay cho các bạn. 12 từ vựng đã được tiết lộ rồi, bây giờ các bạn hãy tư duy thật nhanh, điểm qua tất cả những từ vựng chúng ta đã tìm và sẽ là thời gian để các bạn đi tìm từ khóa ngày hôm nay. Here we go, the time for the keyword. Hoàng Lộc, submit the answer. Human, con người. Very good, okay. So why? Why did you think that the human is the key word today? Can I speak Vietnamese? Okay. Chợ đồ cổ là tại vì con người là thường có sức sống và năng lượng. Okay. Con người được cùng với làm việc và con người cùng với có con người của mình. Okay, very good. Okay. Vâng. Suy luận rất là logic của bạn Hoàng Lộc đã giúp bạn giành thêm 60 điểm cho từ khóa ở phần thi Wordscape ngày hôm nay. Vâng. Phần thi Wordscape đã vừa hoàn thành xong, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại số điểm của 4 bạn thí sinh. Bạn Hoàng Lộc giành được 220 điểm. Thanh Nhàn giành được 320 điểm. Bảo Thư giành được 180 điểm. Hoàng Nam giành được 290 điểm. Xin chúc mừng. Bây giờ sẽ là phần thi mà ở đó các bạn thí sinh có thể thử sức thể hiện tài tranh luận của mình, đó là phần thi speed. Combo pie vị vani và combo pie vị matcha milk là những sản phẩm đang được lứa tuổi teen rất ưa chuộng. Và đặc biệt thì đây là sản phẩm matcha milk, một cái sản phẩm mới của Biscafin. Combo pie được phủ sô-cô-la 2 lần, nguyên liệu nhập khẩu cao cấp. Combo pie mềm xốp được phủ sô-cô-la 2 lần với công nghệ combo hiện đại tan chảy cùng nhân kem marshmallow dẻo thơm hòa quyện cho vị bánh liệm tim ngon ngất ngây. Sau khi thưởng thức bánh matcha milk thì em cảm thấy rất là ngon. Lớp sô-cô-la thì không quá ngọt, còn matcha thì mùi rất là thơm. Ăn vô rất là ngon. Chỉ cần ngó, cắn miếng thôi, tim bạn rơi cùng vị bánh. Combo pie liệm tim ngon ngất ngây. Combo pie matcha milk liệm tim ngon ngất ngây. Phần thi 4, speed, phần ứng xử trên sân khấu. Ở phần thi speed, trước cuộc thi 1 giờ, thí sinh sẽ có 3 lượt bốc thăm. Bốc thăm người cùng chơi, hai thí sinh lập thành một đội để tranh biện về một chủ đề. Bốc thăm chủ đề mà cả hai em sẽ phải tranh biện. Bốc thăm vị trí đồng thuận hay phản biện chủ đề. Thí sinh bốc thăm được vị trí đồng thuận sẽ trình bày 1 phút về chủ đề đó theo hướng là nên. Thí sinh phản biện lại sẽ có 1 phút để đưa ra những lập luận của mình. Hai thí sinh có thể cùng tranh luận với nhau thông qua việc đặt câu hỏi xung quanh chủ đề đó. Mỗi giám khảo sẽ đánh giá cho điểm phần thi trình bày của thí sinh tối đa là 100 điểm. Điểm tối đa cho cả phần thi này sẽ là 300 điểm một thí sinh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là hai bạn nào sẽ trở thành một cặp thi nói đầu tiên ở phần thi này. So who will be the first one? Hoàng Nam and Hoàng Lộc, please walk out to your positions out there. So tell me, what is the topic did you pick today?
My topic is Bass River. Bass River, New Bass. Here we go, the first minute for Hoàng Lộc. I think I have some reason to show we should Bass River. Firstly, we can relieve after school by swimming in the river in the afternoon. Second, if you meet your friends, you can play fun with them, like playing with the ball or have the swimming race. Lastly, if you go with your parents or wear life jacket, you can drowning in the water, and you can swimming good in the sea. Okay, here we go, the second minute for Hoàng Nam. Personally, I think we should not river bath because of this following reason. Firstly, when river baths, you will feel very sick or it is not good for our health. You know, today river bath is sometimes the water very pollution, and when you swim in that pollution water, you may get sick. Secondly, it is very dangerous because there may not an adult in there, and you may drown. Lastly, there isn't a coach or teacher to teach you, and when you swim in the river bath, you will can't swim like swim in the swimming pool. That's all I think. Okay, thank you so much. So are you ready to question and answer? Yes. Okay. Yes. Here we go, the third minute. What do you think? Because there are a lot of river not polluted and not deep. But we should not swim in them because sometimes it have a big rock and we may injured by it. And my question is, when is may not an adult there and you may trot, what do you think? I think we can wear life jacket and go swimming with parents. Or if you drowning, you can shout louder. And some people help you. But if there doesn't a people there, some people there? Yes, I think so. Okay, thank you so much. Now is the time for two of you answer the questions from the judges. So they're yours. We have one question for you. Yes. Before you go swimming in the river, do you think it's important to take swimming lessons? I think we should have the swimming lesson because if you learn swimming, you can swim in the river or in the sea. And I think swimming are good for my health. For your question, I think that we should have a swimming lesson after swim in the river because that when you swim in the river and there isn't an adult there, you may drown, and you can use your swimming skills to swim out of the lake or river. Great, thank you both of you. Okay. Bây giờ chúng ta hãy chờ đợi nhận xét từ ban giám khảo. So I think you were struggling a bit with the onset of your speech. For the both of you, I think my best advice is we have sequencing words like first, second, third, finally, to organize your thoughts, okay? So it's very important when you go up front to start to organize your thoughts and try to relax, because if your mind is so busy, you'll lose track of whatever you have, whatever you prepared the back of your mind. So I guess for the both of you, just relax, all right? And also, I'm going to give comments just for the both of you. I also want for the both of you to watch out with your grammar structure, especially your basic tenses. You have your ideas. However, because most of you are nervous, I think you're losing track of what you wanted to say. But overall, congratulations.
Okay, yes, thank you thank so you. Much. Và bây giờ chúng ta hãy chờ đợi số điểm ban giám khảo dành cho bạn Hoàng Lộc đầu tiên. 90, 80 và 80. Bây giờ số điểm của bạn Hoàng Lộc đã thay đổi rồi. 470 điểm, xin chúc mừng. And now we would like to know the score for Hoàng Nam. 90, 90 và 80. Vâng. Và sau phần thi speed thì bạn Hoàng Nam bây giờ đã giành được số điểm là 550. Xin chúc mừng. Và không biết là Bảo Thư và Thanh Nhàn, hai bạn nữ hôm nay thì hai bạn nữ lại nói với nhau. Thì không biết là hai bạn sẽ thể hiện như thế nào đây. So please walk out to your positions. So tell me what topic did you pick? Our topic is reference book. Here we go, the first minute for Bảo Thư. Now in the modern life, there is a lot of way to search the knowledge. But in my opinion, I think we should use the reference book to search the knowledge for some this reason. Firstly, the reference book helps the teacher and the student to refresh the knowledge. Secondly, they can help us to practice the knowledge before we have a test or an exam. And finally, there are some children say that they use the phone to search some knowledge, but sometimes they use it to watch some videos. And so, in my opinion, I think we should use the reference book. And now here we go, the second minute for Thanh Nhàn. There are many arguments and counter-arguments for this topic. However, I think that students should not use reference books because of these following reasons. First of all, reference books are usually expensive and they cost a lot for us to afford. Even the poor people cannot buy it. Secondly, some of the ways that the reference books bring to us usually solve in a different way than the teachers tell us. For example, in the maths, well, our teachers solve in a different way than the reference books. So it will make us too difficult to understand and hard to know which way to solve. And thirdly, there are too many knowledges that appears in the reference books. So we do not know how to start and how to begin with the knowledge in the first page. So in conclusion, in my opinion, that we should not use reference books because of that following reasons. Okay, thank you so much. And now will be the third minute for two of you, question and answer. Here we go, the third minute. Well, I heard you say that reference books will help us to improve our knowledge. However, I think that some of the knowledge that the reference book bring us are different from the way our teacher teach us. So what will you do? I think that you can refresh the way on the refresh book and on the teacher teach and find what is easier to do. I have some question for you. If you want to search some knowledge, but you don't have a reference book, what do you do? Well, I will absolutely have two ways. First, I will search on the internet if the internet has. And how if the internet doesn't have, I will ask the teachers. This will be a great way to improve the knowledge and easier to ask her or him. So thank you. And now will be the time for you to answer the question from the judges. How do you choose the reference books? I will choose the reference book. It has a lot of knowledge, but it needs to teach more. Well, the way I choose the reference book will be different from her. I would choose it by the subject. First, I need to know what subject should I need, and I would buy the reference book. Secondly, it need to have a lot of knowledge and the same way of teaching like my teachers. And thirdly, it have to be reasonable so I can afford it. Okay, good job. Thank you. Okay, thank you so much.
Okay, so at first, I'd like to congratulate on your both great performance on the stage. And for Bảo Thư, I think your flow of speech seemed to be so slow. So next time, try to give more detailed explanation and example and speed up a little bit. And another mistake is you mispronounce the keyword reference. It's not reference, or it should be reference, okay? And the question is not really clear as well. So next time, try to be direct to the point. And for Thanh Nhan, wow, I'm so impressed with your performance. Good pronunciation. You seem to be really natural, and also your talk is really well structured with detailed explanation and a great example as well. And you use a range of vocabulary. Your fluency is also really good as well. So amazing. Thank you. Okay. Thank you so much. Bây giờ chúng ta hãy chờ đợi số điểm ban giám khảo dành cho bạn Bảo Thư trước tiên. 80, 80 và 80. And now we would like to know the score for Thanh Nhàn. 100, 100 và 100. Vâng. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại số điểm mà bốn bạn đã đạt được cho tới thời điểm này. Hoàng Lộc giành được 470 điểm. Thanh Nhàn giành được 620 điểm. Bảo Thư giành được 420 điểm. Và Hoàng Nam giành được 550 điểm. Champion, 5 câu hỏi kiến thức. Phần thi Champion này gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có 3 gợi ý. Mỗi gợi ý có 15 giây suy nghĩ để trả lời. Trả lời đúng sau gợi ý đầu tiên ghi được 40 điểm. Trả lời sai bị trừ 5 điểm. Trả lời đúng sau gợi ý thứ 2 ghi được 30 điểm. Trả lời sai trừ 10 điểm. Trả lời đúng sau gợi ý thứ 3 ghi được 20 điểm. Trả lời sai bị trừ 15 điểm. Cả 4 thí sinh sẽ trả lời bằng cách ghi đáp án trên máy tính. Và máy tính sẽ đưa ra kết quả thời gian trả lời của từng thí sinh. Các thí sinh có quyền không trả lời. Ở phần thi này, các thí sinh còn có cơ hội nâng cao số điểm của mình bằng việc lựa chọn ngôi sao hy vọng. Trước mỗi câu hỏi, thí sinh có quyền chọn một ngôi sao hy vọng cho mình. Nếu trả lời đúng sẽ được nhân đôi số điểm. Nếu trả lời sai sẽ bị trừ tương ứng với số điểm được cộng khi trả lời đúng. Không trả lời sẽ bị trừ 20 điểm. Mỗi thí sinh có quyền được đặt tối đa 2 ngôi sao hy vọng trong phần thi này. Điểm tối đa trong phần thi này là 280 điểm. Các bạn đã sẵn sàng để bắt đầu phần thi này chưa? Yes. Câu hỏi đầu tiên ở phần thi Champion là một câu hỏi có liên quan đến lịch sử. Không biết bạn nào có sử dụng ngôi sao hy vọng không? Hoàng Lộc sử dụng ngôi sao hy vọng. Hoàng Nam, ngôi sao hy vọng. Bảo Thư. Okay, here yes. We go, the first question. Đang nói tới Quang Trung. Bạn Hoàng Lộc đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 23. Theo thường lệ thì bạn sẽ được cộng thêm 30 điểm. Bạn sử dụng ngôi sao hy vọng nên là bạn giành được 60 điểm ở câu hỏi này. Thanh Nhàn đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 10. Bạn giành được 40 điểm. Và Bảo Thư không có câu trả lời, nhưng bởi vì bạn đã sử dụng ngôi sao hy vọng nên là không có câu trả lời, bạn bị trừ 20 điểm. Còn Hoàng Nam đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 6. Theo thường lệ là bạn được cộng 40 điểm, nhưng vì có ngôi sao hy vọng nên 80 điểm dành cho Hoàng Nam. Vâng. Và câu hỏi thứ hai của chúng ta là một câu hỏi có liên quan đến lĩnh vực xã hội. Có bạn nào sử dụng ngôi sao hy vọng không? Không. Ok. And here we go, the second question. Chúng
ta đang nói tới sầu riêng. Jorian, ok, Thanh Nhàn đã đưa ra câu trả lời đúng. Và bạn đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 33. Thanh Nhàn dành thêm cho mình được 20 điểm. Xin chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3. Câu hỏi thứ 3 nó liên quan đến chủ đề lịch sử. Bây giờ có bạn nào sử dụng ngôi sao hy vọng không? Hoan nghênh tinh thần của Hoàng Nam và Hoàng Lộc. Thanh Nhàn, vâng. And here we go, the third question. Đang nói tới ngày mùng 2 tháng 9 hoặc là Independence Day. Bạn Hoàng Lộc đưa ra câu trả lời sai ở giây thứ 19. Theo thường lệ thì bạn bị trừ 10 điểm, nhưng mà vì bạn sử dụng ngôi sao hy vọng nên bạn bị trừ 20 điểm. Thanh Nhàn đưa ra câu trả lời sai ở giây thứ 28. Theo thường lệ thì bạn bị trừ 10 điểm. Và vì bạn sử dụng ngôi sao hy vọng nên là bạn bị trừ 20 điểm. Còn Bảo Thư đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 31. Bạn được cộng thêm 20 điểm. Bạn Hoàng Nam đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 16. Theo thường lệ, bạn được cộng thêm 30 điểm. Nhưng vì bạn có ngôi sao hy vọng nên bạn được cộng thêm 60 điểm ở câu hỏi thứ 3. Câu hỏi thứ tư của chúng ta có liên quan đến văn học. Và có bạn nào sử dụng ngôi sao hy vọng không? Thanh Nhàn và Bảo Thư? No. And here we go, the fourth question. Và chúng ta đang nói tới bộ tiểu thuyết Harry Potter. Và bộ tiểu thuyết thì lần đầu xuất bản vào năm 1997, gồm 8 tập. Và nó đã trở thành một trong những cái tác phẩm mà thiếu nhi nổi tiếng nhất thế giới và sách bán rất là chạy. Khi mà dựng thành phim thì nó đã lọt vào top 4 những bộ phim mà đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại và đã biến tác giả thành một nhà tỷ phú. Sau đó thì Harry Potter đã trở thành một cái hình tượng là rất là nổi tiếng trên thế giới, đã giúp các bạn học sinh hướng tới một thói quen rất là tốt, đó chính là đọc sách. Mặc dù đã đưa ra câu trả lời nhưng các bạn đã viết sai chính tả, rất là tiếc. Câu trả lời của bạn Hoàng Nam là duy nhất đúng. Hoàng Lộc đưa ra câu trả lời sai ở giây thứ 31, bạn bị trừ 15 điểm. Thanh Nhàn đưa ra câu trả lời sai ở giây thứ 36, bạn bị trừ 15 điểm. Bảo Thư đưa ra câu trả lời sai ở giây thứ 33, bạn bị trừ 15 điểm. Và Hoàng Nam đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 22, bạn được cộng thêm 30 điểm. Câu hỏi số 5 có liên quan đến chủ đề địa lý. Và Thanh Nhàn, Bảo Thư đã sử dụng ngôi sao hy vọng cho mình. Và chúc các bạn may mắn. And here we go, the question number 5. Chúng ta đang nói tới kim tự tháp và tiếng Anh chúng ta sẽ nói là pyramids. Ok. Bạn Thanh Nhàn đưa ra câu trả lời sai ở giây thứ 18. Theo thường lệ thì bạn bị trừ 10 điểm. Tuy nhiên bạn sử dụng ngôi sao hy vọng nên số điểm bạn bị trừ là 20. Bạn Bảo Thư sử dụng ngôi sao hy vọng nhưng không đưa ra được câu trả lời và bạn bị trừ 20 điểm. Bạn Hoàng Nam đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 35. Bạn được cộng thêm 20 điểm. Xin chúc mừng.
Như vậy là chúng ta đã tìm ra người chiến thắng trong sân chơi English Challenge tuần 2 quý 3 ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, trải qua 5 phần thi thì đến lúc này cuộc thi tuần 2 quý 3 sân chơi English Challenge mùa thứ 4 đã xác định được thứ hạng của 4 thí sinh. Cùng đứng ở vị trí thứ 3 đó là bạn Phan Bảo Thư đến từ trường tiểu học thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu với 385 điểm và bạn Tăng Hoàng Lộc đến từ trường tiểu học Yên Sơn, huyện Đô Lương với 495 điểm. Xin chúc mừng hai bạn. Và xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Tuấn, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Hưng Nguyên và cô Trần Thị Lê, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu lên trao giải thưởng cho hai thí sinh ạ. Mỗi giải 3 sẽ nhận được một suất học bổng đến từ Trung tâm Anh ngữ Assembling trị giá 2 triệu đồng cùng một phần quà đến từ nhà máy bánh kẹo Biscafan. Xin được cảm ơn thầy Nguyễn Văn Tuấn và cô Trần Thị Lê. Đứng ở vị trí thứ 2 đó là bạn Nguyễn Thị Thanh Nhàn đến từ trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Hưng Nguyên với 625 điểm. Xin chúc mừng bạn. Và sau đây xin kính mời ông Hùng Lam Hà, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, và cô Lu Marie Astacio, đại diện Trung tâm Anh ngữ Assembling lên trao giải thưởng cho bạn Thanh Nhàn. Phần thưởng của giải nhì là một suất học bổng trị giá 3 triệu đồng đến từ Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Assembling cùng với một phần quà đến từ nhà máy bánh kẹo Biscafan. Và thưa quý vị, giành giải nhất vòng thi tuần 2 quý 3 mùa 4 đó chính là bạn Võ Hoàng Nam đến từ trường tiểu học Quỳnh Thiệp A, thị xã Hoàng Mai với 740 điểm. Xin chúc mừng bạn Hoàng Nam và xin trân trọng kính mời ông Phan Thành Dân, đại diện nhà máy bánh kẹo Biscafan lên trao giải thưởng cho bạn Hoàng Nam. Giải thưởng dành cho bạn Hoàng Nam là một cúp biểu trưng pha lê dành cho người chiến thắng và một suất học bổng trị giá 4 triệu đồng đến từ Trung tâm Anh ngữ Assembling cùng một phần quà từ nhà máy bánh kẹo Biscafan. Xin cảm ơn ông Phan Thành Dân. Như vậy là chương trình ngày hôm nay đã tìm ra gương mặt xuất sắc thứ hai bước vào vòng thi quý 3, đó là bạn Võ Hoàng Nam đến từ trường tiểu học Quỳnh Thiệp A, thị xã Hoàng Mai. Do Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cùng Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Assembling thực hiện với sự đồng hành của nhà máy bánh kẹo Biscafan xin được tạm dừng.